Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Ra Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay bên em có về được một ít lan hạt đỉnh nâu. Đó, thật hạt đỉnh nâu đây là địa lan nhé mọi người. Và hạt đỉnh nâu của con tôm là đặc biệt là nổi tiếng, hoa rất là đẹp và to, đặc biệt là lâu tàn nữa. Và cái mùa này thì hạt đỉnh nâu con tôm bắt đầu nhú nụ rồi nhé mọi người, chuẩn bị đón xuân rồi. Đó, một số cái mầm thì nó đã bắt đầu chỗ nụ rồi. Đó, thì em chia ra làm hai phần cho mọi người dễ mua nhé. Cứ một phần là nó có tầm cỡ 7 mâm nha mọi người. Đó, 7 mâm. Có mâm to, có mâm nhỏ. Và giá cũng rất hữu nghị luôn, là chỉ có 200 ngàn cho một phần nha mọi người. Đó, chúng ta mua, có nhu cầu mua thì cần nhắn tin tới số điện thoại em để trên tiêu đề là được. À, và mọi người lưu ý là cái lúc quay clip thì cây nó dài và nhưng mà lúc đóng gói gửi hàng đi em sẽ cắt ngang nha mọi người. Đó, cắt ngang đây để tiện cho quá trình gửi đi luôn. Mọi người về trong vẫn bình thường không sao cả nha. Cây nó vẫn phát triển bình thường nên đừng có lo lắng tới phần lá quá. Đó, chúng ta trong địa lan thì cũng biết rồi. Đó, cắt cái phần lá đi, đó để cây phát triển thôi. Một số cái nụ nó ngắn thì sẽ cắt không bị phạm. Và ví dụ mà có cái những cái nụ nào nó dài quá thì có thể nó bị cắt trúng đi. Thì chúng ta những cái nụ đó chúng ta chờ tới mùa sau nha. Còn mùa này chúng ta chơi mấy cái nụ ngắn ngắn đi thôi. Đó, xác định mua về làm giống nha mọi người. Nếu mọi người mà đã có hạt đỉnh nâu của vùng khác thì đây cũng là cơ hội để mọi người sở hữu trong mình cái thằng hạt đỉnh nâu của con tôm. Tất cả này được bà con lấy trong rừng về. Đây vẫn còn cái bụi, cái dè của nó đây. Và thằng hạt đỉnh nâu về thì mọi người trồng giống bất cứ cái loài lan, địa lan nào khác thôi. Đó, thì mọi người trồng chậu đất nha, bao gồm đất, cát, phân chuồng. Nếu mà có chấu hoặc gỗ mùn hoai mục á, thì trồng càng tốt nữa. Và đặc biệt là trồng ở dưới bóng râm nhé mọi người. Đó, ví dụ chúng ta trồng ở dưới các tán của tán râm của cái vườn lan của chúng ta. Đó. Em có một số chậu hạt đỉnh nâu trồng trong vườn đó, phát triển rất là tốt. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các clip bán lan tiếp theo nhé. Và em nhắc lại là một phần là 200 ngàn nhé mọi người. Rồi, hôm nay chúng ta chỉ có hai phần thôi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.